Lô anh ơi. Lô con cặc. Lô, nghe chưa? Nghe là rõ anh ơi. Okay. Làm gì để quên một người bây giờ hả anh á? Yêu một người mới em ơi. Bịt con mẹ cái tai nghe này nó hỏng. Đéo nghe thêm một cái lồn gì cáu thực sự luôn đấy. nghe bực thế nhỉ? Cục. Làm chai tinh á, anh em mua tôi đi, anh em ship tôi đi, ship tôi chai tinh e. Liêm sỉ thì tầm này anh em tặng quà nhận hết. Làm gì có liêm sỉ gì nữa. Ai tặng quà thì nhận. Đừng có tặng bom nhá. Một mình anh ăn 400 người nhìn á, xin lỗi anh em nhá, xong rồi, ăn xong rồi. Đứt nhá, đứt sau còn một game nữa. Không nhá, tặng gì tặng, đừng có mở ra, có thấy quả bom là chết tao ấy. Anh Quốc vừa ra ngay làm gì đấy? What the hell? Bác còn thắp sáng nhỉ? Rồi. Bruh. Lạc. Thầy quái rồi. Lạc em ơi. Má, ra thủ đánh hay đấy nhở? Con gái á, con gái gì đánh khiếp ấy. Vui thế đủ rồi nha. Ủa. Má gì vậy? Uầy. Mẹ, gái cái đéo gì? Đây mà là gái đánh á, khiếp thế. Mẹ nó chóng hết cả mặt luôn đấy. Lại lag. Anh gì hay lag quá. Nó múa dẻo cực luôn ấy, thề luôn. Ui. Lag quá. Lại lag rồi. Tập trung. Nhìn mẹ nghi vấn, tao béo ở bên kia lắm chứ ạ. Lag luôn. Anh ơi, thôi về đi, bách ê. Nope. Vào ê. Em lên. Em ơi, ra lại, em ơi. Đánh sai ơi. Em. 10 giây có chưa rốt anh. Ui, thề luôn ấy. Em ạ. Ui. Gì anh bảo rồi, anh bảo rồi, nó đánh ghê lắm. Má, không phải anh gái. Ơi. Không phải gái đâu, nó đánh cắt lắm luôn á. Nó lừa đấy. Hello. Đông thế. Ừ, đông thế. Cẩn thận nha, đánh gần chai hạt nha mọi người nha. Nó biết chơi điện tử đấy. Nó Hải Yến đánh này, anh Duy hơi ngờ. Làm ơn răng le không can thiệp. Má, thế mà gọi con Kha Dích ra cào mặt của cái bạn. Ui, sao nó lóc nhanh cực luôn ấy. Ui, anh em thấy không? Sao nó lấy lóc nhanh cực luôn ấy. Ui. Bruh. Hay quá lâu tiền rồi. Hay là anh ngồi lâu quá anh bị sảng. Anh lừa em rồi. Địt mẹ. Lại ping cao quá. Mày em mới đùa. Đùa đi ra rùa. anh giả vờ một tí thôi. Anh gọi là nhầm. Đánh mình phải thử khách chứ, mình đánh về mình vào giết được 45 mạng để ai chơi với mình nữa. Má nhìn Yao Su mùi cực kỳ luôn, đánh mượt phải đái thề. Hứa với các bạn luôn là chưa, mình gặp con Yao Su mà lấy cái lốc nhanh như này. Có tun đúng em không? Em ra rồi, giết nó luôn. Mà luôn. Không biết là có tun không nhưng mà chắc các bạn ấy hay đấy chứ tun mà lấy lốc của đấy thì em sao mà được. Ủa, khá dích luôn á. Nó lấy lốc nhanh lắm luôn đấy. Mà mình quy nhá. Vừa lấy mình quy nhá. Lách nhẹ cái lấy quy lucen luôn. Lách nhẹ cái lấy quy lucen luôn. Ui. Ồ, khá dích rồi. Ôi, hay anh ơi. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Thôi, về anh ơi. Hay quá. Ai lồn, mắt rồi.
luôn rồi, một hit thôi. Hay. Hay quá nhở. Anh em thấy không? À. Em lên mid anh Duy. Và sao cái đoạn level 2 mình chết dễ thế? Ganh mid để dừng. Xong ăn rồng rồi. Bạn này thích đấu hàn á? À đấy á. Ôi con gái thích đấu hàn á. Ôi. Xịn thật sự. Thế là mình kim cương Việt rồi, chết rồi. Đấu hàn á. Ôi. Mới vậy này. Ông cái này tôi không biết. Ôi anh em thấy không? Ôi trời em xin chị, em xin chị ạ. Ôi. Em xin chị. Chơi một mình đi. Chơi. Hãy lì. Nó làm kiểu gì ý? Trong lịch sử bao nhiêu năm nhở? 6 năm chơi cái LOL chưa không, gặp thằng Yasuo làm combo ấy luôn ấy. Cái EQ F2 là nó hủy được một quy đấy anh. Cái gì cơ? EQ cái, F2 á? Cái bạn vừa nói là hủy được một quy ấy. Nghe chỉ cần dùng một quy là có lốc luôn. Đúng rồi anh. Ui, lốc liên tục luôn mà. Nó lên hết mid này, AD support lẫn rừng này. Chăm sóc hơi nhiều nha. Sao kìa anh ơi. Gì đấy? Em ping rồi mà. 4 mid em ạ. Hai em ơi. À không, lần đầu tiên tôi gặp con Yasuo mà làm cái combo mà chỉ cần Q mà lấy được lock á. Mà cái trick mà anh em bảo là cái trick gì mà EQ F2 á, tôi cũng chưa bao giờ tôi gặp ai dùng cái đấy luôn á. Hay thế nhỉ. Cứ EQ bảo là có lock để Faker, đang EQ để Faker luôn chưa thấy làm cơ. Mà cái trick đấy là một là đánh 2-2 là tu này ạ. Cái thế giới các kiểu chưa thấy bọn nó làm nhỉ. Mà cái bạn này làm được, quá đái thật. Em phải đứng sau lưng anh đi Hưng ơi, nó lên bây giờ ấy. Nó mà lấy lock là anh không có tường gì về luôn. Ui, có lock tiếp ấy, nó có lock tiếp ấy. Ui, may thế. Con này em đánh cháy lắm anh ơi. F2 cũng đau không dây. Nhưng mà bị lép lâu rồi à. Chóng mặt quá tại vì mình không hiểu cái chiếc này nó như nào ấy. Tự nhiên nó EQ vào cái có lock luôn. Xong lọ chém thường có lốc lên, xong EQ vẫn lại có lốc tiếp má. Rồi. Wow. Nó trên rồi. Ra. Anh ơi. AD ra mid em anh cả. Nhưng mà tôi không biết là Tun làm combo đấy hay không cơ. Tôi không biết cái đấy cơ, còn Tun có làm combo kiểu vậy không ta. Hưng ơi, nghĩa là Tun đấy vẫn dùng được đúng không? Tun thì chọc được 2 quy một phát này. À đấy á. Kiểu nó chọc 1 quy ra 2 quy ấy. À đấy á. Tun nghĩa là Tun nó có cái combo đấy gì? Có anh. Ôi. Hoặc là cái EQ F2 như lúc ấy bạn nói cũng làm được 2 lần lock luôn. Mà cái đấy không biết ép chưa, nhưng mà trước có người hướng dẫn cái combo đấy. Kinh. Tôi chưa bao giờ luôn, tôi chưa bao giờ tôi tìm được. Tôi thấy combo này luôn các bạn ạ. Kể cả giả thế giới ta vẫn chưa đánh ra combo này mà má bạn này đánh bạn cháy luôn á. Và sao cái tơ level 3 bình thường mình giữ E chắc lắm luôn, đánh kèo ra xuống ít khi tôi lướt E đó. Mà vẫn bị bạn tiếp cận. Từ anh ơi, mấy giây em có ult. Đấy anh em thấy không? EQ phát nhá, EQ phát đầu tiên có lốc luôn nhá. Ghê vãi. Tun tắt được cái hình tun mà. Nghĩa anh em phải bảo bạn sâu thao tác tay á. Cũng đúng, phải thao tác tay đúng không? Như kiểu bạn ấy vừa bảo là bạn ấy dùng EQ F2 để làm cái combo đúng không? Phải cho xem thao tác tay EQ F2 chứ đúng không? Nó ăn blue rồi anh Duy ơi, nó ăn blue rồi. Nó đang ăn luôn này. Mà cái thao tác tay bạn ấy có ấn EQ F2 thật thì mới đúng được. Chứ bây giờ sâu màn hình không thì không giải quyết được gì cả. Nghĩa phải có hai cam ấy, một cam mặt cả, bố mày. Một cam mặt với cả một cam bàn phím. Đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy làm khó ấy. Thằng Lee Sin trận trước của anh là một trang Yasuo ấy. Nhưng mà nó em chưa thấy nó làm được không? À đấy ạ. Thì anh thiếu gì, anh quen thiếu gì một trang Yasuo. Thằng heo béo ấy, thằng nào nó cũng một trang mà. Nó mấy cái trick này nếu mà nó biết thì anh phải, nó phải bảo anh từ lâu rồi. Mày đi ra đây. Anh ơi, có người hỏi thăm anh này. What?
Bruh. Ít còn mẹ khó nó biết vãi lồn. Ui hay quá em ơi, nó làm nhanh quá em ơi, nó e quy lính e quy lát anh luôn, chết luôn. Một cái lát này đây đây, nó e quy lát thì đốt rồi, chết luôn. Anh chưa kịp làm gì cả, chọc một quy ra hai quy thế khó vãi đái, kiểu khó vãi đái luôn. Chưa tôi gặp cái tình cảnh này mà kiểu làm bạn làm phát nào ăn phát đấy, chứ không phải là thỉnh thoảng được phát, em hiểu không? Không biết một cái lốc nào đỉnh. Mà có khi tôi phải cắt video edit này để tôi cho lên mạng mới được. Tôi sẽ giúp bạn Hân này nổi tiếng. Tôi hứa, tôi sẽ giúp bạn Hân này trở thành best giáo sư số 1 Việt Nam. Tôi sẽ edit cái clip này gửi đến cho tất cả các bạn. Main giáo sư. Và tôi sẽ tạo ra quả gọi là giáo sư Việt Nam. Làm được cái combo này. Cậu Vàng à? Ở hỏi cậu Vàng xem ra. Cậu Vàng có biết ạ? Mà cậu Vàng có biết một biết trick gì không? Mà tôi xem clip cậu Vàng nhiều cũng không thấy cậu Vàng làm combo này. Baron luôn anh ơi. Baron luôn anh ơi. Em hao là mày 3 level mà. Quá. Bố mày mất đồng tình yêu mày rồi đấy. Ui mày quay rồi. Ui khỏe thế. trên thế giới Bắc Mỹ có ông Yasuo ấy, chưa thấy ông ấy làm Bắc Mỹ đúng không? Ông một trăm Yasuo ấy, chưa thấy ông làm combo này. Mới thật khai kiểu thông lão ấy. Kiểu EQF2 là nó kiểu đang EQ nó nhảy sang kiểu đồng đội khác ấy, anh lên nó bị bắt cái đấy. Nhưng mà làm cái đấy khó. Kiểu các bạn nếu mà người ta làm được, người ta làm kiểu 1-2 phát thôi đúng không? Một game được 1-2 phát thì bạn này làm bắt nào ăn bắt đấy là mình cũng hơi nghi. Ui. Làm cái đấy cái ngón em tay nó phải nhá. Dài lắm đấy anh. Ôn đây anh em ôn đây. Ê quy về chúng tôi à? Em làm được. Đánh đi. Anh chết rồi em ạ. Ok leo la kìa. Châu lắm em, châu lắm. Xuống bot. Solo. Bạn ơi. Yasuo. Nói chung là di chuyển bạn ấy bình thường thôi, nhưng mà combo gắt. Thuộc bot solo cả. Điền lắm rồi, để anh nhá. Các em tin anh không? Ok anh. Nhưng mà anh không tin anh rồi đấy. Ui, level 15 sao? Ui dồi ôi, bạn khỏe quá. Nhiều độ. Bruh, what the hell? Nhưng mà anh phải hiểu là, em phải hiểu là anh không làm được một cái gì luôn đấy. Mãi cả lồn. Ủa ông bắn tôi bao giờ rồi, trời ơi. Anh ơi, đông anh ơi, đông lắm luôn. Chơi lành Duy ơi, chơi lành Duy ơi. Ok. Chơi đây, cứu mọi người. Ui dồi ôi, lại anh. Chờ lắm anh rồi. Chết anh rồi. Con mà điên. Ui, chết rồi. Chờ bóng mày rồi, chết rồi. Ui, xong rồi em ơi. Tôi... Mất tường gió rồi mày. Bên The Wick có cam tay không ạ? Qua. Hay quá. Hay đồ Hải Yến. Bạn lại không cho sâu tay đâu. Má này chỉ có sâu cam mặt thì với cả sâu màn hình thì nói chuyện tí. Đúng không? Sâu đấy thì nói chuyện tí. Không thể nói gì cả. Bảo sâu tay cái không cho sâu tay luôn. Phải sâu tay thì mới biết được. Chứ bây giờ kể cả bạn bật tool nhá. Bạn cho sâu màn hình, bạn tắt cái tool màn hình đi. Bạn bấm cái gì ở phím anh em biết ra được. Bình thường tool chỉ việc giữ cách với cả cái lúc mày cài đặt mấy cái lúc đấy thôi mà. Hâm mộ thật sự mà, không trêu đâu. Chờ đây. Bạn ấy quyết định là không cho xem tay nữa. Cay quá. Không có link, bạn ấy bảo qua mình. Bạn ấy bảo mình qua The Wick á. Bạn ấy bảo mình qua The Wick nhưng mà bạn đâu cho link đâu. Đại luôn anh ơi. Đâu ra xuống đâu? Vô đây. Điên à. Hai.
Ui, ui. À, cái hầm. Cái hầm. Này quá ngon. Không cho Linh nữa rồi, Không cho Linh nữa rồi, nói vậy không cho Linh luôn rồi. Mình vẫn đang muốn bạn múa lại phát nữa. Nếu mà bạn ấy mà làm được cái combo này, Duy phải cho bạn ấy, Duy sẽ chạy quảng cáo luôn cho bạn ấy làm streamer hot nhất Việt Nam là con ra xuống rồi luôn. Lâu chị Lất ơi, cho anh solo đấy. Em ra xem mà. Thế mà anh cảm thấy anh khó quá, em rờ anh cả em đi đó. Rờ quá tài. Thôi em đừng anh chêu ấy. Ui. Ơ. À, cái này. Ơ nó nhiều lốc lắm luôn á. Cứ EQ cả có lốc luôn mà. Được nhờ. EQ cái có lốc mà làm được 100 cái không trượt cái nào ấy. EQ có lốc rồi, EQ có lốc rồi. Ôi anh Duy ơi, anh đánh cái này thì hỏng rồi. Mà các bạn ấy phải hiểu anh. Đỡ cho anh một cái ulti ra đây anh. Nhưng mà cái combo này ghê thật. Là kiểu bạn ấy làm 100 bát ăn 100 bát ấy, hay vậy này. Em ăn đấy. Anh em ăn đi. Nghĩa là bạn ấy bình thường là con Yasuo phải 2 lần Q có 1 lần lốc đúng không? Nhưng bạn chỉ cần EQ cái là bạn ấy có lốc luôn một lần thôi. Bạn ấy bảo là bạn dùng cái combo gọi là EQF2. Theo như mấy anh em ở đây biết thì cái combo đấy là ngày xưa có, nhưng mà thấy bảo bị sửa rồi. Điên là đùa thôi. Đấy. Đấy nhá. EQ đúng một lần nhá, có lốc luôn nhá các bạn. Anh em thấy không? Cái Q đầu tiên là bị em hất lên là vô hiệu hóa một Q rồi. Còn cái Q thứ hai là cái là ông Nguyễn Hậu kia ông vẫn chưa hiểu vấn đề. Tôi cố tình tôi để lính để cho bạn ấy lướt mà trời. Thôi thôi, khó quá, thôi khó. Vấn đề đọc hiểu nó hơi lùng một tí thôi, bỏ qua đi. Hơi nó hút một tí. Bị về vấn đề đọc hiểu hết lên nào, hơi khó. Thế nhá. Ok, này nào cả. Cảm ơn rất nhiều nha, cảm ơn bạn Nguyễn Hậu đã góp ý. Ok, anh em nhớ like, share, livestream với mình nha. Minecraft Pro không chơi nữa rồi. Xem cái lịch sử. Hỏi cậu vàng là biết luôn mà. Bạch kim 2. 6 trận bạch kim 2.